Đây là giống nhãn, không chỉ cắm lá. Có chi là sai quả luôn. Năm nay được mùa. Sao rồi? Sao phải gốc? Tìm lại cái này. Chỗ này rất là sai. Ăn thử quá. Được ăn rồi. Mẹ ơi, cái nhãn này được ăn rồi. Quả quả chín rồi đấy. Ăn ngon lắm. Sai thật đấy. Quả đang lớn. Đâu? Không sao. Đang thối rồi đấy rồi. Đang. Họ bẻ hết về đi. Tin cho bạn nhận được mấy quả. Hả? Nhận được gì? Nhận được 10 quả. Ngon lắm. Bao ngon. Nhận cái này. Cây khô quá, cây không đủ tưới à? Mấy thằng máy nước đi đâu đấy? Sai luôn. Cái này, cái này bên kia. Hả? Này bên kia được ăn rồi. Cái này này. Ô. Đây quả to đùng. Mẹ ra tìm mà xem, quả to đùng kiểu sắp xính nhẵn hín rồi. À thế hay là lẫn. Đầu này quả bé nhưng cầu đây cô đã lên cây anh này. Nó xuống mà xem. Thối rồi. Có một cái loại nhãn cũ của nó. Mm-hmm.